Thích Trân Quang đã bị vạch trần với những bằng chứng không thể chối cãi, khiến dư luận tiếp tục dậy sóng về tính xác thực của danh vị mà ông đang sử dụng. Một vị thầy tu giả dối liệu có thể giảng dạy được ai? Kính thưa quý vị, những thông tin liên quan đến bằng cấp của Thượng tọa Thích Trân Quang gần đây đã làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng Phật tử. Thêm vào đó, việc Thích Trân Quang không hợp tác với chính quyền trong việc thao dỡ các công trình xây dựng trái phép đi ngược lại những gì ông từng giao giảng, càng làm sự bất bình gia tăng. Hàng loạt sự kiện và phát ngôn gây tranh cãi đã khiến nhiều Phật tử dần mất niềm tin vào Đạo Phật. Điều này không chỉ làm suy giảm lòng tin mà họ từng đặt vào giáo hội Phật giáo, mà còn khiến nhiều người cảm thấy mất phương hướng trên con đường tu tập của mình. Mới đây, sự thất vọng lại càng nhân lên khi phát hiện rằng những hành động của trụ trì Chùa Phật Quang đã hoàn toàn mâu thuẫn với những lời gian dạy của chính ông. Những ngày qua, sự hoang mang trong cộng đồng Phật tử về thích chân quang không ngừng gia tăng. Trước cổng chùa Phật Quang ở Bà Rịa, Vũng Tàu, nhiều người đã tụ tập để livestream, chụp ảnh và quay phim, nhưng đã bị bảo vệ ngăn cản, không cho vào khuôn viên chùa. Lý do được đưa ra là chùa đang tổ chức khóa tu và sự hiện diện của nhiều người sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình tu học của các Phật tử. Tuy nhiên, có lẽ chẳng bao lâu nữa, ngôi chùa Phật Quang này sẽ mất đi nét nguyên bản khi các biện pháp cưỡng chế đang được thực hiện để xử lý các công trình vi phạm. Cụ thể, vào chiều ngày 4 tháng 10, trả lời báo VTC News, lãnh đạo thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết rằng ông Thích Trân Quang, trụ trì chùa Phật Quang, đã khiếu nại quyết định cưỡng chế liên quan đến các công trình xây dựng trái phép trên đất rừng. Thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã tiến hành cưỡng chế một số hạng mục vi phạm, nhưng ông Thích Trân Quang không đồng tình và đã nộp đơn khiếu nại quyết định này. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành thanh tra và xác minh vụ việc, đặc biệt là việc chùa xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ. Tháng 3 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định cưỡng chế đối với các công trình do ông Vương Tấn Việt, tên thật của Thích Trân Quang xây dựng. Cụ thể, quá trình chiếm dụng đất rừng để xây dựng công trình của chùa Phật Quang đã bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 năm 2021. Trước đó, từ năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chỉ rõ các vi phạm này trong một thông báo kết luận điều tra về việc sử dụng đất đai và xây dựng tại chùa. Khu vực đất mà chùa Phật Quang đang sử dụng hiện nay thuộc quyền quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mặc dù thích trân quang đã nhiều lần phát ngôn về triết lý tu hành thanh bạch không dựa vào tiền bạc song nhiều phát ngôn của ông lại mâu thuẫn với hành động thực tế khiến phật tử càng thêm hoang mang trong khi ông tuyên bố chùa không kêu gọi cúng dường ông cũng khuyến khích phật tử dâng tặng tài sản thậm chí cả nhà cửa cho chùa như một hành động tâm linh những hành vi và phát ngôn mâu thuẫn này đã làm giảm lòng tin của nhiều phật tử khiến họ không còn biết đâu là thật, đâu là giả, trong con đường tu tập mà họ đã chọn. Sự mâu thuẫn trong những lời giảng của Thích Trân Quang có thể tạo ra sự bối rối và tranh luận, đồng thời dấy lên câu hỏi về việc hiểu đúng bản chất và mục đích của việc cúng dường trong Đạo Phật. Không bao giờ nên để ai đến chùa cảm thấy bị áp lực về tài chính. Trong một buổi trò chuyện, Thích Trân Quang đã chia sẻ với các Phật tử như sau. Triết lý của chùa chúng ta là không bao giờ để người đến chùa phải chịu áp lực tài chính. Nhớ kỹ điều đó, người ta đến chùa để tu hành, không phải để cúng dường. Chẳng hạn, trong khóa học hè vừa qua có 780 em học sinh cùng với hàng trăm huynh trưởng tham gia. Chi phí tổ chức là 3,5 tỷ đồng, nhưng Phật tử chỉ cúng dường được 1,5 tỷ. Chúng ta lỗ 2 tỷ. Tuy nhiên, thầy không bao giờ kêu gọi cúng dường thêm. Chùa tự xoay sở để đảm bảo mọi người đến đây với tâm thanh tịnh, không phải lo kiếm tiền để đóng góp. Triết lý này mang lại một hình ảnh tích cực, rằng chùa là nơi yên bình, nơi mọi người có thể đến để tìm kiếm sự thanh thản và tu hành mà không cần phải lo lắng về việc đóng góp tài chính. Theo Thích Trân Quang, Phật tử nên đến chùa với tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau, không phải để nộp tiền cho chùa. Việc cúng dường chỉ nên diễn ra khi người cúng cảm thấy thoải mái không bị đè nặng về tài chính và không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ đây là một thông điệp rõ ràng mang tính nhân văn nhấn mạnh rằng việc tu hành phải xuất phát từ tâm chân thành không bị ràng buộc bởi áp lực vật chất tuy nhiên trong một bài giảng khác thích trân quang lại đưa ra quan điểm hoàn toàn trái ngược khiến nhiều người cảm thấy hoang mang ông khuyên phật tử có thể cúng dường toàn bộ tài sản thậm chí cả ngôi nhà đang ở để sau này con cháu sẽ trở nên giàu có. Lời khuyên này đi ngược lại với triết lý ban đầu về việc không gây áp lực tài chính cho Phật tử. Nó không chỉ gây mâu thuẫn mà còn dễ dẫn đến hiểu lầm về ý nghĩa của cúng dường trong Phật giáo. Việc khuyến khích Phật tử cúng dường đến mức hy sinh nhà cửa có thể khiến nhiều người nghĩ rằng giá trị của lòng thành chỉ được đo lường bằng sự hy sinh vật chất. Điều này đi ngược lại với tinh thần từ bi và vô ngã của đạo Phật những mâu thuẫn trong lời dạy của thích trân quang có thể gây ra tác động tiêu cực đến những người học hỏi từ ông nhiều phật tử có thể cảm thấy bối rối về việc cúng dường khi một mặt họ được dạy rằng việc cúng dường phải xuất phát từ tâm không gây áp lực cho bản thân nhưng mặt khác lại được khuyến khích hy sinh mọi thứ kể cả tài sản cá nhân sự không rõ ràng và nhất quán này có thể dẫn đến hiểu nhầm về mục đích thực sự của cúng dường và tu hành trong đạo phật Thực chất, Phật giáo đề cao sự buông bỏ và không chấp trước, nhưng buông bỏ không có nghĩa là hy sinh toàn bộ tài sản với mong muốn đổi lấy sự giàu có cho con cháu trong tương lai. Điều này có thể khiến việc cúng dường bị hiểu sai thành một hình thức đầu tư cho tương lai thay vì một hành động từ tâm, không toàn tính. Trong đạo Phật, cúng dường là một hành động tự nguyện nhằm tạo phước, nhưng điều quan trọng là không nên gây áp lực cho bản thân hay gia đình trong việc này đức phật đã dạy rằng sự tu tập và hành thiện phải xuất phát từ lòng tự nguyện lòng từ bi và không nên có sự ép buộc nào khi việc cúng dường khiến bản thân hoặc gia đình gặp khó khăn thì hành động đó không đem lại sự an lạc thật sự và cũng không tạo ra công đức chân chính lời khuyên của thích trân quang về việc cúng cả nhà cửa cho chùa dường như mâu thuẫn với tinh thần này điều này có thể khiến các phật tử hiểu lầm rằng giá trị tâm linh của họ gắn liền với việc hy sinh tài sản cá nhân điều không phù hợp với giáo lý của đức phật một điểm quan trọng cần nhấn mạnh là tính nhất quán trong lời giảng dạy của người tu hành một vị thầy không chỉ là người truyền đạt tri thức mà còn là người hướng dẫn và làm gương cho các phật tử sự không nhất quán trong lời giảng có thể dẫn đến sự bối rối và mất niềm tin làm giảm đi giá trị của những giáo lý mà người phật tử đã từng tin tưởng các phật tử cần thấy sự hòa hợp giữa lời nói và hành động của vị thầy để có thể học hỏi và nói theo. Sự mâu thuẫn trong lời nói của Thích Trân Quang đã dấy lên nhiều câu hỏi về ý nghĩa và mục đích của việc cúng dường trong Đạo Phật. Một mặt, thầy nói rằng cúng dường không nên gây áp lực tài chính cho Phật tử, nhưng mặt khác lại khuyến khích cúng dường toàn bộ tài sản, thậm chí là căn nhà. Điều này không chỉ làm cho người nghe bối rối, mà còn khiến Phật tử có thể hiểu sai về giá trị thực sự của việc cúng dường. Cúng dường phải đến từ lòng chân thành, không gây áp lực cho chính mình. Hành động này cần được thực hiện với sự tự nguyện và hiểu biết, không phải là sự hy sinh quá mức với hy vọng đổi lại điều gì đó. Sự mâu thuẫn trong lời giảng của Thích Trân Quang là lời nhắc nhở rằng, trong việc truyền đạt giáo lý, sự nhất quán là yếu tố quan trọng để duy trì niềm tin và giá trị của đạo Phật. Nếu Phật tử mất niềm tin vào thích chân quang vì những mâu thuẫn này, điều đó cũng dễ hiểu khi những triết lý mà họ tin tưởng trở nên không còn nhất quán. Về phía sư Minh Tuệ, với vai trò là một tu sĩ theo hạnh đầu đà, sư không nhận cúng dường tiền nhưng có cách nhìn rất sâu sắc về ý nghĩa của việc cúng dường tam bảo. Sư Minh Tuệ từng chia sẻ rằng cúng dường tam bảo tức là cúng dường Phật, pháp và tăng không chỉ đơn thuần là việc hiến tặng vật chất mà còn là cách để bày tỏ lòng tôn kính biết ơn và lòng từ bi đối với những giá trị cao quý trong đạo phật theo sư minh tuệ cúng dường tam bảo không phải là việc bắt buộc hay hình thức trao đổi để nhận lại điều gì nó không nhằm đạt được những điều mà bản thân mong muốn mà phải xuất phát từ lòng chân thành và tinh thần không điều kiện cúng dường đúng đắn là không mong cầu nhận lại phúc báo ngay lập tức hay hy vọng có sự thay đổi trong cuộc sống nếu tâm còn dính mắc vào sự mong cầu hay còn cân đo công đức thì hành động đó chưa thực sự trọn vẹn đạo phật khuyến khích chúng ta cúng dường với tinh thần vị tha nhằm góp phần xây dựng đạo pháp và đem lại lợi ích cho cộng đồng khi đó công đức mới thật sự viên mãn sư minh tuệ cũng nhấn mạnh rằng cúng dường không chỉ là việc dâng hiến tài sản mà còn có thể cúng dường bằng công sức thời gian và tâm nguyện. Những hành động như góp phần xây dựng chùa chiền, giúp đỡ tăng ni trong các công việc thường nhật hoặc tham gia hoạt động từ thiện cũng là những hình thức cúng dường quý báu. Những việc làm này thể hiện tinh thần đoàn kết trong cộng đồng Phật tử và giúp nuôi dưỡng tâm từ bi, góp phần nâng cao hiểu biết về ý nghĩa của sự hy sinh và chia sẻ. Sư Minh Tuệ đã truyền đạt rằng, trong việc cúng dường, điều quan trọng không nằm ở giá trị hay số lượng tài sản mà người cúng dường đóng góp, mà chính là tâm ý và tấm lòng thành của họ. Dù một người không sở hữu nhiều của cải, nếu họ cúng dường với sự thành tâm, công đức của họ vẫn sẽ vô cùng to lớn. Ngay cả những lời cầu nguyện hay những ý niệm tốt đẹp hướng về tam bảo cũng được xem như một hình thức cúng dường đầy ý nghĩa. Thông qua những lời giảng này, sư muốn truyền tải rằng sự giàu có không phải là điều kiện để thực hiện cúng dường quan trọng là tấm lòng chân thành và tinh thần vô ngã sư minh tuệ cũng chia sẻ những ví dụ cụ thể từ cuộc sống hàng ngày để giúp phật tử dễ dàng hiểu được ý nghĩa sâu sắc của việc cúng dường ngay cả những người nghèo khó nhưng với lòng kín ngưỡng đối với tam bảo có thể cúng dường một bát cơm hay một ngọn nến nhỏ và những hành động này mang theo tinh thần vị tha và lòng thành kính không giới hạn Sư Minh Tuệ thường khuyến khích Phật tử học hỏi từ những tấm gương đó, nhấn mạnh rằng điều quan trọng không phải là giàu hay nghèo, mà là tâm nguyện và ý chí cống hiến. Bên cạnh đó, Sư cũng đặt trọng tâm vào cúng dường Pháp, tức là việc học hỏi và truyền bá giáo lý của Đức Phật. Hình thức cúng dường này, qua việc chia sẻ kiến thức và những lời dạy của Đức Phật, được xem là rất cao quý, bởi nó mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng, giúp nhiều người tiếp cận với giáo pháp và con đường dẫn đến giác ngộ. Sư Minh Tuệ khuyến khích Phật tử hãy luôn chia sẻ những điều tốt đẹp mà họ đã học được, cùng nhau giúp đỡ và tiến bước trên con đường tu tập. Bên cạnh đó, Sư còn nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc cúng dường tăng, tức là sự hỗ trợ cho các chư tăng, những người đã dành cả đời để tu học và hoàng pháp. Sư lý giải rằng, việc hỗ trợ này không chỉ giúp duy trì và phát triển đạo Phật, mà còn là một cách để nuôi dưỡng tinh thần từ bi và lòng kính trọng. Ngoài ra, sư Minh Tuệ cũng lưu ý rằng cúng dường tam bảo không chỉ mang lại lợi ích cho người thực hiện mà còn lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng và xã hội. Những hành động cúng dường với lòng thành sẽ gieo trồng nhân lành, mang lại những quả báo tốt đẹp, không chỉ cho bản thân người cúng dường mà còn cho gia đình và xã hội, góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn nơi mọi người sống với tình thương và hiểu biết. Cuối cùng, Sư Minh Tuệ nhắc nhở rằng, Cúng dường tam bảo, khoa học không phải là việc làm chỉ trong một khoảnh khắc mà là một hành trình suốt đời. Sư khuyên các Phật tử luôn giữ lòng kính trọng đối và sẵn sàng cống hiến vì lợi ích chung. Khi đó, họ mới thực sự hiểu được giá trị sâu sắc của cúng dường và đạt đến sự an lạc, hạnh phúc chân thật. Nhìn qua những lời giảng dạy của Sư Minh Tuệ, ta thấy rằng cúng dường tam bảo là một hành động cao quý không chỉ mang lại lợi ích tinh thần mà còn góp phần xây dựng một xã hội phát triển cúng dường không chỉ dừng lại ở việc hiến tặng tài sản mà còn bao hàm sự cống hiến về thời gian công sức và tình yêu thương cho mọi người khi thực hiện với lòng thành và tinh thần vô ngã chúng ta sẽ tìm thấy niềm an lạc và ý nghĩa thực sự trong cuộc sống bạn nghĩ gì về việc thích chân quang từ chối cho tháo rỡ các công trình trái phép liệu hành động này có đi ngược lại những lời dạy của Phật. Kính thưa quý vị, ngoài việc thu hồi các văn bằng, còn cần phải điều tra về việc sử dụng bằng cấp không hợp pháp, bao gồm cả các vấn đề như bằng giả, bằng thật mà học giả, hoặc những sai phạm khác liên quan đến ông Thích Trần Quang. Vào tối ngày 21 tháng 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cung cấp thông tin rằng ông Vương Tấn Việt, pháp danh Thích Trân Quang, đã sử dụng bằng cấp 3 hệ bổ túc văn hóa không hợp lệ. Ông Quang cũng đã thừa nhận điều này. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học có liên quan khẩn trương thu hồi các văn bằng đã cấp cho ông Quang. Vào ngày 22 tháng 10, ông Quang đã tự nguyện giao nộp các văn bằng không hợp pháp để xử lý theo quy định. Trước đó, quá trình xác minh của Ban Tôn giáo Chính phủ cho thấy rằng ông Quang không có tên trong danh sách dự thi cũng như không có tên trong bảng điểm tốt nghiệp hệ bổ túc văn hóa cấp 3. Luật sư Lê Ngọc Luân khi nêu quan điểm về sự việc liên quan đến ông Thích Trân Quang đã cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đại học Luật Hà Nội cần phải cung cấp thêm thông tin rõ ràng. Trong khi sự chú ý của dư luận đang tập trung vào buổi livestream ở Bình Dương, thì báo Giáo dục và Thời đại do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý đã đăng tải một tin ngắn về việc bằng bổ túc văn hóa của ông Việt không hợp pháp và ông Việt cũng đã thừa nhận điều này. Đáng chú ý là các tờ báo lớn không ngay lập tức đưa tin về sự việc này, sau đó mới đăng tải thông tin. Điều này cũng gây thắc mắc bởi đây là một sự việc quan trọng. Tuy nhiên, ai có sự sáng suốt sẽ nhận ra lý do, nhưng tạm thời chúng ta bỏ qua. Dựa trên những thông tin này, tôi xin đưa ra những phân tích và thắc mắc ngắn gọn, hy vọng rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đại học Luật Hà Nội sẽ lên tiếng rõ ràng trước công luận. Thứ nhất, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi nói bằng không hợp pháp, cụ thể là không hợp pháp như thế nào? Khái niệm này có thể hiểu theo nhiều cách. Liệu có phải ông Việt học hệ bổ túc văn hóa nhưng không thi, hay thậm chí không học mà vẫn có bằng, hoặc ông mua bằng, xin bằng, hay chỉ đơn giản là in một tờ giấy từ tiệm photocopy? Nguồn gốc của bằng cấp này là từ đâu? có dấu hiệu tội phạm không? Nếu có, liệu bộ có chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để xử lý không? Thứ hai, chi tiết ông Việt thừa nhận như thế nào? Đây là vấn đề quan trọng, không phải là bí mật quốc gia, vì vậy nên công khai để dư luận hiểu rõ, từ đó làm rõ trách nhiệm của một người tu hành đã làm gì để có được bằng không hợp pháp trong một thời gian dài, gây mất lòng tin của người dân. Thứ ba, Bộ đã từng công bố sẽ yêu cầu thẩm định luận án tiến sĩ của ông Việt tại Đại học Luật Hà Nội. Vậy kết quả thẩm định này đã có chưa? Nếu có, kết quả ra sao? Đây là một chi tiết quan trọng để làm sáng tỏ lý do vì sao một người không tốt nghiệp bậc giáo dục phổ thông nhưng lại có thể học cử nhân và tiến sĩ luật đạt loại giỏi. Về phía Đại học Luật Hà Nội, thứ nhất, khi nào trường sẽ thu hồi các văn bằng cử nhân và tiến sĩ luật loại giỏi đã cấp cho ông Việt? Thứ hai, quy trình thu hồi các văn bằng này sẽ diễn ra như thế nào, đặc biệt là sau khi trước đó lễ trao bằng đã diễn ra rầm rộ với nhiều lời khen ngợi. Thứ ba, một người không tốt nghiệp cấp 3 nhưng có thể học cử nhân và tiến sĩ trong vòng 2 năm và đạt loại giỏi có hợp lý không? Những cá nhân lãnh đạo của trường và hội đồng khoa học đã ca ngợi ông Việt như đỉnh cao của khoa học, xuất sắc và viết thành sách. Liệu họ có phải rút lại những lời này không? Trường có ý kiến gì về sự việc này không? Tạm thời tôi xin dừng lại ở đây. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi và phân tích thêm về các khía cạnh pháp lý hình sự và hành chính tùy theo diễn biến của vụ việc. Từ sự việc này, chúng ta có thể thấy rằng tiếng nói đồng lòng của những người có trí tuệ và tâm thức vì một xã hội văn minh tiến bộ đã bắt đầu mang lại kết quả. Vì vậy, xin mọi người đừng mất niềm tin, dù có thế nào Tôi với tư cách là một trong những người kiên trì lên tiếng. Xin gửi lời cảm ơn đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, dù thông tin ít ỏi nhưng còn hơn không. Ngoài ra, những vấn đề mà luật sư Lê Ngọc Luân nêu ra cũng đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Trước tiên, cần tiếp tục làm sáng tỏ các vấn đề liên quan đến bằng cấp đại học và tiến sĩ của ông Thích Trân Quang. Liệu đây là bằng thật nhưng học giả hay hoàn toàn là bằng giả? Sau đó, cần tiến hành kiểm tra lý lịch tư pháp của ông Quang để xác nhận xem ông này có thực sự là người từng tuyên bố mình là cháu của bác Hồ hay không, hay đó chỉ là một chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Ngoài ra, cần làm rõ việc có hay không sự lấn chiếm đất rừng phòng hộ của Chùa Thiền Tôn Phật Quang và xử lý nghiêm minh để gian đe, làm gương cho những trường hợp tương tự. Đồng thời, cần xem xét các đơn tố cáo từ những ni cô liên quan đến hành vi xâm hại của ông Quang. Việc điều tra các cáo buộc về trụ trì tự phong và thanh tra tài sản của ông Quang là rất cần thiết để xử lý triệt để nạn mê tín dị đoan và lạm quyền trong tôn giáo. Thứ năm, cần có chế tài nghiêm khắc đối với việc lợi dụng bài giảng Pháp về luật nhân quả để truyền bá những nội dung sai lệch. Chúng ta cần biết ông Thích Trân Quang đã bắt đầu con đường tu hành từ việc sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp như thế nào. Ông ta được thọ giới tỳ kheo, sau đó lên chức trụ trì. Mặc dù đó chỉ là trụ trì tự phong, không có quyết định bổ nhiệm nào được công bố công khai trên mạng xã hội. Khi sự việc bị phát hiện, đại diện của giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng phủ nhận vai trò chính thức của ông, cho rằng ông chỉ là một tu sĩ bình thường. Việc đúng sai trong câu chuyện này cần được làm rõ hơn nữa. Nếu tu hành mà gian dối, lừa lọc lẫn nhau, thì thật sự sẽ khiến niềm tin của Phật tử và công chúng suy giảm nghiêm trọng. Vấn đề ông Thích Trân Quang có thể bị truy tố hình sự và các tổ chức cá nhân liên quan có phải chịu trách nhiệm hay không cũng là một câu hỏi cần lời giải đáp. Trong một bài viết khác của Nguyễn Sinh, có đề cập rằng ông Thích Trân Quang đang ở đỉnh cao sự nghiệp với vị thế mà không phải ai muốn gặp cũng có thể gặp được. Doanh nhân, nghệ sĩ, từ lớn đến nhỏ đều phải dựa vào các mối quan hệ lớn mới có thể tiếp xúc với ông. Có người khi gặp ông đã quỳ lại đảnh lễ. Chính vì thế, dần dần ông bị ảo tưởng về bản thân, về sức mạnh và vị thế của mình. Đó là tiền đề để ông viết ra những giáo điều cực đoan và nhồi nhét những suy nghĩ đó vào đầu các Phật tử trẻ tuổi, đặc biệt là những người theo các đạo tràng do ông thành lập. Hiện tại, trên cả nước có tới 55 đạo tràng dưới sự lãnh đạo của ông Quang. Tiền của bá tánh cống hiến cho ông không kể xiết còn bộ sưu tập đồng hồ cổ của ông thuộc tầm hạng nhất châu á nhưng điều khó hiểu là tại sao một người đã ở đỉnh cao như vậy lại phải lên mạng dọa dẫm làm những điều mờ ám để kiếm thêm tiền ông có cần thêm tiền không khi đã có quá nhiều đáng lẽ ra ông chỉ nên lấy bằng tiến sĩ trong im lặng nhưng thay vào đó ông lại phô trương mặc áo tiến sĩ đi từ ba đình ra tới nghệ an rồi quay về bà rịa đệ tử của ông cũng không hiểu nổi hành động này Họ tự hỏi, tại sao thầy của mình lại tham lam đến thế, trong khi lẽ ra nên lặng lẽ giữ gìn hình ảnh thanh bạch. Và bây giờ, khi bị thu hồi bằng cấp, có lẽ thầy nên hoàn thành những lời hứa với những người đã tin tưởng và theo ông, ví dụ như Trinh, người mà không biết tương lai sẽ ra sao sau sự cố này. Điều đáng buồn là một số người theo ông vẫn cố chấp, cho rằng bằng cấp chỉ là hình thức, kiến thức mới là điều quan trọng. Tuy nhiên, nếu thực sự như vậy, thì tại sao thầy của họ lại khao khát và làm giả bằng cấp như thế? Một người đã phá bỏ giới luật Phật giáo, tuyên truyền sai lệch, nói dối về thân phận và học vấn của mình, thì điều gì mà ông ta không dám làm? Đến nay thực sự, ai là thằng ba trợn? Vậy quý vị. Tiếp theo, mời quý vị nghe bài Giáo hội Phật giáo Quốc doanh, một con thuyền đã mục rỗng của tác giả Nguyễn Huy Hoàng. Khi thấy con đường tu hành của thầy Thích Minh Tuệ, được đông đảo người dân và phật tử cả nước tung hô ngưỡng mộ và kính trọng thì đáng ra những người đang điều hành hội phật giáo việt nam phải nhìn ra việc tu hành của thầy là một việc làm thiết thực mang đến lợi ích to lớn không chỉ cho phật tử việt nam mà còn cho toàn xã hội việt nam lẽ ra họ phải là những người đầu tiên ủng hộ và tạo điều kiện cho việc tu tập của thầy thì họ lại là những người đầu tiên chống phá ngăn cản bằng đủ mọi thủ đoạn để ngăn cản con đường tu hành của thầy họ liên tục ra đủ mọi quyết định, đủ mọi văn bản nhằm ngăn chặn đường tu của Thầy, mà có những văn bản thực sự đi sâu vào lòng đất, đáng bó chiếu để chôn chặt. Họ cấm các sư sãi không được ôm bình bát đi khất thực để làm xấu đi hình ảnh của Đạo Phật, nhưng họ lại không biết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngày xưa, người sáng lập ra Đạo Phật, Ngài đã có 6 năm trời dòng giá ôm bình bát đi khất thực. Trường hợp của Thầy Thích Minh Đạo, còn biểu lộ sự mù loà của họ về đạo phật khi biết thầy minh đạo ca ngợi con đường tu hành của thầy minh tuệ thì ngay lập tức họ cho gọi thầy minh đạo lên khiển trách kỷ luật bằng cách bắt quỷ hàng tiếng đồng hồ đức phật từ bi bác ái cứu khổ cứu nạn ngài không giận ai cũng không ghét ai bao giờ con nhang đệ tử của ngài lầm lỗi biết quay đầu là bờ ngài vẫn giang rộng vòng tay phù hộ độ trì để cho họ có cuộc sống tốt hơn ngài không bao giờ trách ai chứ đừng nói là phạt ai. Thầy Minh Đạo là một tấm gương sáng hiếm hoi trong hàng ngàn những sư trụ trì của Chùa Triền Việt Nam hiện nay. Thầy đã cưu mang nuôi nấng gần 100 trẻ mồ côi trong ngôi chùa thầy trụ trì, Phật tử và các mạnh thường quân. Thấy việc làm từ bi của thầy họ đã đến ủng hộ thầy rất đông, nào tiền nào gạo rồi tương cả, mắm muối vân vân. Với số lượng nhiều, đến mức nhà chùa dùng không hết thì thầy đã phân phát chia sẻ cho những người nghèo không chỉ có gạo mà cả tiền bạc. Tấm gương của thầy, lẽ ra họ phải nêu gương và nhân rộng trong toàn giáo hội thì họ lại đi kỷ luật một nhà sư có tấm lòng Bồ Tát. Bên cạnh đó, Thái Trúc Minh người trụ trì chùa Ba Vàng một con yêu tăng hút máu Phật tử, kẻ dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn bẩn thỉu để hút máu dân nghèo nào trục vong, nào cúng dường và vụ lừa đảo mà báo chí đã ví là vụ lừa đảo thế kỷ của Phật giáo Việt Nam. Dùng một ngọn cỏ, nó phù phép thành xá lợi Phật để lừa tiền, không biết bao nhiêu Phật tử. Tội lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác là một tội hình sự. Tất cả Phật tử Việt Nam và xã hội đều biết, chỉ duy nhất mỗi giáo hội Phật giáo Việt Nam là không biết. Kính thưa quý vị, sau một thời gian xác minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra chỉ đạo thu hồi tất cả các bằng cấp của ông Vương Tấn Việt, do ông đã sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp bản thân ông việt cũng đã tự thừa nhận sự thật này nghe nói không hợp lệ còn dễ chịu chứ không hợp pháp thì thật sự khiến người ta cảm thấy bất an dù sao cũng xin cảm ơn ông việt vì đã thẳng thắn thú nhận sự thật thà đối diện và lộ rõ vấn đề còn hơn giấu giếm liệu các giáo sư tại đại học luật hà nội đã cảm nhận được hậu quả của hành động sai trái này chưa thưa quý vị nói rằng ông Thích Trân Quang sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông không hợp pháp có vẻ nhẹ nhàng hơn. Nhưng chính xác và đúng đắn hơn là phải gọi đó là việc sử dụng bằng giả, một hành vi gian dối. Với việc bằng tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông của ông Thích Trân Quang là giả, tất cả những bằng cấp khác như cử nhân và tiến sĩ sau đó đều không có giá trị và sẽ bị thu hồi theo quy định pháp luật. Theo khoản 3, điều 20 thông tư số 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy chế đào tạo trình độ đại học quy định rằng người sử dụng văn bằng chứng chỉ giả để làm điều kiện trúng tuyển hoặc điều kiện tốt nghiệp sẽ bị buộc thôi học. Nếu đã cấp văn bằng tốt nghiệp, nó sẽ bị thu hồi và hủy bỏ. Những cá nhân có liên quan, bao gồm những người thẩm định hồ sơ cho ông Thích Trân Quang để học cử nhân tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ, cử nhân luật và tiến sĩ luật tại Đại học Luật Hà Nội sẽ phải chịu trách nhiệm. Trường Đại học Luật Hà Nội cần phải thu hồi ngay đập, lập tức bằng tiến sĩ của ông Thích Trân Quang và đưa ra câu trả lời rõ ràng về vụ gian lận này. Còn ông Thích Trân Quang, lòng tham khiến thầy đi mua bằng để rồi bị lộ. Hám danh để làm gì? Nhân quả Phật dạy không bao giờ sai, gieo nhân nào gặt quả ấy. Kể cả những bậc thánh cũng không thể tránh khỏi luật nhân quả. Xin đừng cố tình làm sai vì báo ứng là không thể tránh khỏi. Nghe tin thu hồi bằng giả mà lòng không khỏi xót thương. Bài học từ nhân quả rõ ràng là đắng cay, cuộc đời trở nên thê lương. Phật vẫn luôn hiện hữu khắp nơi, soi xét từng hành động của chúng sinh, không bỏ sót ai. Người ta không thể dùng lời cầu xin Phật để né tránh nhân quả, bởi Phật chỉ dạy về luật nhân quả, không phải phép thuật nhiệm màu nào cả. Phật không bao giờ dạy người cúng dường để thành tiên mà dạy về nhân quả về luân hồi. Xây chùa không đúng cách, không phải là hành động hiền lành. Đại học luật Hà Nội đã nhiều lần thay đổi quy định nhằm tạo điều kiện cho ông Vương Tấn Việt được công nhận là nghiên cứu sinh trong đợt này. Những vi phạm này liên quan đến quy định số 261 ban hành ngày 24 tháng 1 năm 2019. Lần thay đổi đầu tiên là vào ngày 7 tháng 6 năm 2019 khi Đại học Luật Hà Nội thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh, trong đó yêu cầu ứng viên phải có bằng cử nhân luật hệ chính quy. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2019, vì lý do không phù hợp với quy định số 261, Đại học Luật Hà Nội ra thông báo số 3679, đính chính rằng chỉ cần ứng viên có bằng cử nhân luật, loại giỏi trở lên do các trường đại học trong nước cấp, không cần phải là hệ chính quy. Điều này tạo điều kiện cho ông Vương Tấn Việt, người có bằng văn bằng hai loại giỏi, có thể đủ điều kiện dự tuyển. Sau đó, vào ngày 8 tháng 11 năm 2019, Đại học Luật Hà Nội lại gia hạn thời gian nộp hồ sơ đến ngày 20 tháng 12. Trong khi đó, theo thông báo ngày 7 tháng 6, thời hạn nộp hồ sơ đã kết thúc vào ngày 11 tháng 10 và việc xét tuyển dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11. Vào ngày 8 tháng 11 năm 2019, lẽ ra trường Đại học Luật Hà Nội phải kết thúc việc thu nhận hồ sơ dự tuyển, công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện và tiến hành xét tuyển. Điều này có nghĩa là không thể gia hạn thời gian nộp hồ sơ. Nếu trường muốn gia hạn thì phải thông báo trước ngày 11 tháng 10 năm 2019, thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ. Sai sót này rất nghiêm trọng vì Đại học Luật Hà Nội đã tự ý phá vỡ quy định của chính mình mà không tuân thủ nguyên tắc với mục đích để ông Vương Tấn Việt có đủ thời gian hoàn thiện hồ sơ cá nhân. Sai sót lần thứ ba xảy ra vào ngày 18 tháng 11 năm 2019 khi nhà xuất bản Công an Nhân dân phát hành kỷ yếu hội thảo mang tên Vấn đề pháp luật đặt ra với lao động di cư, kinh nghiệm Việt Nam và Trung Quốc. Được lưu triểu vào quý 4 năm 2019, Người thực hiện việc trình bày và biên tập là phòng quản lý khoa học và tạp chí của Trường Đại học Luật Hà Nội. Trong kỷ yếu này, ông Vương Tấn Việt được liệt kê là tác giả của một báo cáo khoa học tại Hội thảo Quốc tế có phản biện. Việc này nhằm đảm bảo ông Vương Tấn Việt đáp ứng tiêu chí về việc có một báo cáo khoa học được in trong kỷ yếu Hội thảo Quốc tế có phản biện năm 2017. Tuy nhiên, lý do tại sao phải đợi đến hai năm sau Đại học Luật Hà Nội mới cho in kỷ yếu hội thảo là một nghi vấn lớn, cần được bộ xem xét, thẩm tra. Cần làm rõ báo cáo này có thật sự do ông Vương Tấn Việt thực hiện vào năm 2017 hay không? Ai là người phản biện cho báo cáo này? Và quá trình phản biện có diễn ra vào ngày 28 tháng 11 năm 2017 khi hội thảo diễn ra hay không? Sai sót lần thứ tư xảy ra vào ngày 26 tháng 11 năm 2019, khi Đại học Luật Hà Nội ban hành Quyết định số 4-567 phê duyệt Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh. Ngày 27 tháng 11 năm 2019, Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 25B, niên khóa 2019-2023, trong đó có ông Vương Tấn Việt, được công bố trên trang web của trường. Tuy nhiên, theo quy định tại điều 7, khoản 2 của quy định 261, hồ sơ đăng ký phải trải qua các bước sau. Đầu tiên, ban thanh tra tuyển sinh phải kiểm tra và xác nhận hồ sơ. Sau đó, hội đồng tuyển sinh sẽ phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và công bố danh sách này trên cổng thông tin điện tử của trường. Kế tiếp, tiểu ban chuyên môn sẽ đánh giá hồ sơ thí sinh dựa trên các tiêu chí đã quy định. Sau đó, theo Điều 13 và 14 của Quy định 261, tiểu ban chuyên môn sẽ tiến hành họp đánh giá từng hồ sơ thí sinh, thí sinh trình bày dự định nghiên cứu và trả lời câu hỏi từ thành viên tiểu ban. Tiểu ban sẽ đánh giá và phân loại thí sinh, từng thành viên sẽ chấm điểm và kết quả sẽ được tổng hợp. Ban thư thư ký hội đồng tuyển sinh sẽ kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ trước khi chuyển kết quả cho hội đồng tuyển sinh phê duyệt danh sách trúng tuyển khoa đào tạo. Sau đại học sẽ hiệu trưởng ký quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển trên cơ sở danh sách đã được hội đồng thông qua. Như vậy, từ khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ đến khi hoàn tất các bước có ít nhất 12 bước trình tự cần tuân thủ. Tuy nhiên, có dấu hiệu rằng Đại học Luật Hà Nội đã không tuân thủ đầy đủ các bước này, dẫn đến những sai phạm. Sai sót lần thứ năm cho thấy nếu tuân thủ thông báo gia hạn nhận hồ sơ nghiên cứu sinh vào ngày 8 tháng 11 năm 2019 thì hạn cuối để nộp hồ sơ là ngày 20 tháng 12 năm 2019. Và Đại học Luật Hà Nội chỉ được phép tiến hành các bước tuyển sinh sau thời điểm này. Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 11 năm 2019, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tiến hành bước cuối cùng trong quy trình khi hiệu trưởng ra quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh. Đây chính là sai sót lần thứ sáu. Trên thực tế, trường đã không thực hiện bước công bố công khai danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển trên cổng thông tin điện tử của trường. Sai sót lần thứ bảy là do trường không thực hiện bước nêu trên, dẫn đến việc theo quy định, các bước tiếp theo chưa thể được tiến hành. Chúng tôi cũng đặt nghi vấn rằng, nếu vào ngày 18 tháng, 11 năm 2019, ông Vương Tấn Việt đủ điều kiện về một báo cáo khoa học đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế có phản biện. Vì nhà xuất bản công an đã phát hành kỷ yếu này vào ngày đó, thì từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 20, 6 tháng 11 năm 2019, liệu hiệu trưởng có thể ra quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh hay không? Không có cách nào Trường Đại học Luật Hà Nội có thể thực hiện toàn bộ 12 bước quy trình trên trong khoảng thời gian này. Ngay cả khi trường có cố gắng thực hiện một nửa số bước đó, việc hoàn thành trong vòng một tuần làm việc là điều khó xảy ra. Kính thưa quý vị, việc sử dụng bằng cấp giả để leo lên những nấc thang danh vọng không còn là câu chuyện mới mẻ trong xã hội hiện nay. Nhưng trường hợp của ông Vương Tấn Việt lại một lần nữa khơi lên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ dư luận. Khi những kết luận từ các cấp thanh tra giáo dục đã chỉ rõ rằng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa của ông là không hợp pháp, dẫn đến sự vô giá trị của mọi bằng cử nhân và tiến sĩ liên quan, nhiều người cho rằng câu chuyện đã khép lại. Tuy nhiên, sự thật lại phức tạp hơn thế. Những tấm bằng của ông Việt không chỉ đơn thuần là kết quả của hành vi cá nhân, mà còn phản ánh một loạt các lỗ hổng nghiêm trọng trong quy trình quản lý và đào tạo của các cơ sở giáo dục. Ai mới thực sự là nguyên nhân chính đứng sau hiện tượng này? Và nếu chỉ xử lý một mình ông Việt mà không truy cứu đến tận gốc rễ vấn đề, liệu công lý có thực sự được thực thi? Giảng viên Nguyên Thanh Huy đã có phần bình luận về sự việc này như sau. Bằng cấp của ông Vương Tấn Việt chỉ là kết quả. Việc bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp, tức bằng giả, của ông Vương Tấn Việt đã rõ qua việc thanh tra từ cấp sở cho đến bộ giáo dục. Theo đó, những bằng cử nhân và tiến sĩ đều vô giá trị phải bị thu hồi, tiêu hủy. Điều này là hiển nhiên, không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, các bằng của ông Việt xét cho cùng chỉ là kết quả. Đó là kết quả của một loạt quy trình tuyển sinh và quá trình đào tạo. Vậy ai mới là nguyên nhân trực tiếp tạo nên kết quả này? Nếu như chỉ xử lý ông Việt thì rõ ràng mới giải quyết được phần ngọn hư hại còn cái gốc sâu mọt, mục ruộng vẫn trơ ra đó, thi gan cùng tuế nguyệt. Nghĩa là những kẻ làm sai vẫn kê cao gối ngủ, nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Có khi họ đang sắm trong vai những học giả, kiêm nhiều chức tước cao quý, ngày đêm trịnh trọng giao giảng từ khoa học cho đến đạo đức và lối sống. Thực tế, trường hợp của ông Việt là lọt qua mấy cửa, chứ không hề có chuyện may mắn, chó ngáp nhầm ruồi được. Từ tấm bằng bổ túc đều mà ông chui lọt hàng loạt cửa ai như sao. 1. đầu vào tuyển sinh đại học luật. 2. ra soát văn bằng gốc trước khi cấp bằng cử nhân luật. 3. đầu vào tuyển sinh đại học ngoại ngữ. 4. ra soát văn bằng gốc trước khi cấp bằng cử nhân tiếng Anh. 5. đầu vào tuyển sinh nghiên cứu sinh. 6. ra soát văn bằng gốc trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ. Như vậy, ít nhất ông Việt đã đi qua 6 cửa và tất cả những người canh gác đều bị ông hạ knock out việc này tự nhiên khiến ta nhớ đến chuyện hư cấu trong tam quốc diễn nghĩa với tích quan vân trường quá ngũ quan trạm lục tướng phải khẳng định chỉ có những bậc thánh mới làm nên những sự việc phi thường như thế được còn nếu không thì trường hợp của ông việt phải được một quyền năng gì đó phò trợ hoặc đó là một lỗ hỏng rất lớn trong quy trình đào tạo kiểm tra ở những cha ở những trường mà ông đã tham gia tôi vẫn thiên vào khả năng thứ hai tức lỗ hỏng trong quy trình đào tạo kiểm tra cũng nói thêm, ông Việt chỉ là một tu sĩ, một trụ trì, chứ không phải là một chính trị gia hay một quan chức cấp cao, nên ông chỉ thực sự có uy quyền với chúng đệ tử u mê của mình, ngoài ra có thể ông có rất nhiều tiền. Do vậy, không có chuyện ông đủ quyền lực sai khiến ra lệnh cho các tổ chức giáo dục làm trái pháp luật, bẻ cong quy định để bằng mọi giá cấp bằng cho ông. Không một ông thầy, ông cán bộ nào dại dột làm như vậy. Có chăng đó là lỗ hổng trong quy trình và công tác quản lý, mà ở đó, những người có chức trách có thể vì tình riêng, vì tâm lý được bái các thầy chùa như một xu thế thời thượng để rồi họ linh hoạt, biến tấu, thậm chí lơ là trong công tác quản lý đào tạo. Rõ ràng, chỉ là một ông sư với quyền lực còn hạn chế mà dễ dàng có được một tấm bằng tiến sĩ danh giá như thế, thì liệu rằng với những tồn tại ấy, không biết đã có bao nhiêu ông tấn Việt khác đang có mặt hay trà trộn ở mọi ngóc ngách trong xã hội này. Có thể nói, ông Việt là một trường hợp không may bị lộ, như cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Và không hiểu có mối liên hệ nào chăng khi sự việc lộ bằng giỏm được bắt đầu từ lúc cao trào phỉ báng sư minh tuệ. Ông gọi là thằng ba trợn. Việc các cơ quan hữu quan vào cuộc xử lý bằng cấp ông Việt là một tín hiệu đáng mừng vì nó cho thấy họ luôn lắng nghe công luận và giá trị của những tiếng nói lên án bất công là không nhỏ. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đây mà không truy về tận gốc ai phải chịu trách nhiệm cho những sai phạm, ai đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm tổn hại đến uy tín của ngành giáo dục, thì khác nào kỳ cương phép nước chỉ dùng để vỗ về, chấn an dư luận. Khi đó, tính gian đe không còn. Và chắc chắn những sai phạm sẽ còn tiếp diễn, tiếp diễn ở một mức độ cao hơn, nghiêm trọng hơn như một căn bệnh, không thể chỉ cho uống thuốc giảm đau để cắt cơn mà phải tìm ra căn nguyên để trị, ngay cả khi cần phải đại phẫu, cắt bỏ, vứt ngay những ung nhọt hoại tử chứ để làm gì. Qua bài viết của tác giả Nguyễn Thanh Huy chia sẻ, việc xử lý bằng cấp giả của ông Vương Tấn Việt dù là bước tiến tích cực trong việc làm trong sạch hệ thống giáo dục, vẫn chưa thể gọi là triệt để nếu không có một cuộc cải tổ toàn diện. Khi những người có trách nhiệm trong các quy trình tuyển sinh và đào tạo không bị đưa ra ánh sáng, sai phạm tương tự vẫn có thể tiếp diễn. Hơn nữa, sự việc của ông Việt là một hồi chuông cảnh báo về việc kiểm soát chất lượng giáo dục và công tác quản lý, một căn bệnh cần được chữa trị tận gốc. Nếu không, những ông tấn Việt khác sẽ tiếp tục tồn tại, đe dọa sự minh bạch và công bằng của xã hội. Chúng ta không thể chỉ xử lý phần ngọn mà cần dũng cảm đối diện với sự thật. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng những rắc rối của thượng tọa Thích Trần Quang, tên thật là Vương Tấn Việt, vẫn chưa có hồi kết. Gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường đại học thu hồi tất cả các văn bằng đã cấp cho ông do phát hiện bằng tốt nghiệp cấp 3 của ông không hợp pháp. Điều này đồng nghĩa với việc mọi bằng cấp đại học và sau đại học mà ông đã nhận đều trở nên vô giá trị. Vào tối ngày 21 tháng 10, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả kiểm tra sau khi xem xét kỹ lưỡng quá trình học tập của ông Vương Tấn Việt, 65 tuổi, và xác nhận sự không hợp lệ của các giấy tờ liên quan. Bộ cũng đã chỉ đạo các trường đại học có liên quan khẩn trương thu hồi văn bằng đã cấp cho ông, đồng thời ra soát lại quy trình đào tạo để tránh các trường hợp tương tự trong tương lai. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn báo cáo lên Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Nội vụ. Xác minh rằng ông Vương Tấn Việt, pháp danh Thích Trần Quang, không có tên trong danh sách tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa năm 1989. -19. Hồ sơ kiểm tra bao gồm danh sách thí sinh tham gia kỳ thi, bảng điểm và danh sách cấp bằng tốt nghiệp từ kỳ thi này. Kết quả kiểm tra cho thấy ông Vương Tấn Việt không có tên trong bất kỳ danh sách nào liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 6 năm 1989. -19. Trước đó, ông Vương Tấn Việt được cho là đã thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa tại Hội đồng trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo xác nhận rằng không có bất kỳ thông tin nào về sự tham gia của ông trong kỳ thi này. Việc xác minh này được tiến hành theo yêu cầu của ban tôn giáo chính phủ. Điều đáng chú ý là khi ông Vương Tấn Việt nộp hồ sơ học đại học tại trường Đại học Luật Hà Nội, Tại sao nhà trường lại chấp nhận mà không xác minh kỹ lưỡng văn bằng tốt nghiệp cấp 3 của ông? Câu hỏi đặt ra là, khi ông làm nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sĩ, các hồ sơ này đã lọt qua được các khâu kiểm tra như thế nào? Hiện tại, khi đã rõ ràng rằng ông không có bằng cấp 3 hợp lệ, các văn bằng cử nhân và tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt sẽ bị thu hồi. Trường Đại học Luật Hà Nội cũng sẽ phải xóa tên ông khỏi danh sách tốt nghiệp đồng thời trường đại học khoa học xã hội và nhân văn có thể sẽ phải xem xét lại tư cách nghiên cứu sinh của ông theo quy định hiện hành về việc xử lý vi phạm trong đào tạo đại học nếu một người sử dụng văn bằng hoặc hồ sơ không hợp lệ để trúng tuyển hoặc tốt nghiệp văn bằng đã cấp sẽ bị thu hồi và hủy bỏ điều này có nghĩa là hậu quả của việc sử dụng bằng giả không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người vi phạm mà còn làm mất uy tín của các cơ sở giáo dục liên quan có lẽ mất mát lớn nhất đối với ông vương tấn việt không chỉ là những tấm bằng bị thu hồi mà còn là sự mất mát về uy tín trong giới phật tử pháp danh thích chân quang của ông đã gắn liền với hình ảnh của một vị thượng tỏa có ảnh hưởng người từng dạy rằng không được nói dối giới luật nhà phật quy định rõ ràng về điều này và vi phạm lời dạy của đức phật sẽ tạo ra nghiệp xấu câu hỏi lớn nhất vẫn là tại sao ông vương tấn việt có thể sử dụng tấm bằng không hợp lệ để vào học hết trường này đến trường khác, lấy hết bằng nọ đến bằng kia mà không bị phát hiện. Trách nhiệm không chỉ nằm ở bản thân ông mà còn ở các trường đại học đã cấp văn bằng cho ông. Điều này đặt ra yêu cầu về việc kiểm tra và xác minh kỹ lưỡng bằng cấp của sinh viên, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi vấn đề văn bằng giả vẫn còn nhức nhối trong hệ thống giáo dục. Còn nhớ vào năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư 21 về quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ nhằm ngăn chặn và xử lý các trường hợp gian lận trong hệ thống giáo dục quốc dân. Những trường hợp như của ông Vương Tấn Việt là minh chứng rõ ràng cho sự cần thiết của các biện pháp này. Theo điều 29, các cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để quản lý văn bằng, chứng chỉ đã cấp cho học viên, đồng thời công khai các thông tin này để phục vụ việc tra cứu và giám sát xã hội. Mặc dù quy định đã được nêu rõ trong thông tư, nhưng đến tháng 11 năm 2023, sau khi xảy ra một số vụ bê bối liên quan đến tuyển dụng và bổ nhiệm sử dụng bằng giả tại các trường đại học và cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Văn Trương, cục trưởng cục quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, vẫn khẳng định rằng các trường đại học cần công khai toàn bộ văn bằng, chứng chỉ đã cấp để các bên liên quan có thể dễ dàng tra cứu và xã hội có thể giám sát. Ông Trương cũng cho biết, cục đang thử nghiệm đề xuất xây dựng kho dữ liệu về văn bằng chứng chỉ nhằm kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cam kết sẽ tăng cường thanh tra và kiểm tra công tác quản lý văn bằng chứng chỉ tại các cơ quan giáo dục địa phương và các cơ sở đào tạo. Thực tế, với tiến độ chuyển đổi số của quốc gia hiện nay, Việc số hóa các loại văn bằng và chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý không phải là vấn đề quá phức tạp. Việc số hóa này cũng hoàn toàn có thể được công khai trên không gian mạng để dễ dàng phục vụ việc kiểm tra và tra cứu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hệ thống quản lý văn bằng chứng chỉ trong ngành giáo dục vẫn chưa thể kết nối trên toàn quốc. Ngoài ra, nội dung của Thông tư 21/2019 vẫn còn khá chung chung khiến việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và quản lý dữ liệu trở nên khó khăn hơn đối với các trường học và các cơ sở chưa hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu của họ. Nếu hệ thống cứu văn bằng có thể thực hiện một cách dễ dàng và nhanh chóng, liệu có còn những trường hợp như ông Vương Tấn Việt, người đã có nhiều bằng cấp nhưng lại không có tên trong danh sách thi tốt nghiệp cấp 3? Trong thời gian qua, Ông Thích Trân Quang đã trở thành tâm điểm của dư luận khi có liên quan đến vấn đề bằng cấp. Trước khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, ông đã hoàn thành chương trình cử nhân tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ, nay là Đại học Hà Nội. Vào năm 2001 và sau đó là cử nhân ngành Luật tại Đại học Luật Hà Nội vào năm 2019 với văn bằng thứ hai thuộc hệ vừa làm vừa học. Ông Thích Trân Quang đã bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Luật Hà Nội chỉ trong vòng 2 năm 3 tháng, một khoảng thời gian được cho là ngắn đến mức khó tin đối với bất kỳ học viên nào. Sự việc này đã dấy lên nhiều nghi vấn trong dư luận và một số người cho rằng ông đã có những phép màu nào đó để đạt được thành tựu này. Vụ việc của ông đã làm lộ ra nhiều góc khuất trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Người ta không thể tưởng tượng rằng một người đã trải qua nhiều cấp học như vậy, có cả bằng thạc sĩ và tiến sĩ lại có thể bỏ qua những bước kiểm tra nghiêm ngặt từ các cán bộ giáo dục. Điều này cho thấy có thể đã có sự cố ý làm sai quy định của nhà nước dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng cho hệ thống đào tạo. Giáo dục là trụ cột của quốc gia và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Nếu việc mua bán bằng cấp xảy ra một cách dễ dàng, thì xã hội sẽ gặp nhiều bất ổn và lòng tin của người dân đối với hệ thống giáo dục sẽ dần suy yếu. Một nhà tu hành Mặc dù không nhất thiết phải có bằng cấp cao, nhưng nếu đã học thì cần có văn bằng, chứng chỉ minh bạch. Đây là quy định chung và không ai có quyền đứng ngoài luật pháp. Khi người dân phát hiện ra rằng một vị thượng tọa mà họ kính trọng, thực chất chỉ là người mua bán bằng cấp giả, niềm tin của họ sẽ bị lung lay. Từ khi ông Thích Trân Quang chỉ trích thầy Thích Minh Tuệ bằng những lời lẽ không phù hợp, dường như các tai họa liên tiếp đổ xuống ông. Một số người cho rằng đây là hậu quả của việc nói xấu người khác và những sai lầm trong quá khứ của ông đang dần bị phơi bày trước công chúng nhiều người đã hoan nghênh quyết định xử lý nghiêm khắc vụ việc của ông thích trân quang cho rằng điều này sẽ giúp ngăn chặn các tiêu cực trong xã hội và nâng cao uy tín của hệ thống giáo dục việt nam